Chào các bạn nha. Hôm nay sẽ ăn mì tôm nha các bạn. Đây. Các bạn ơi, hôm nay cậu ba và bạn muội tiếp tục ăn đồ màu đỏ nha. Cậu ba mặc đồ đỏ, ăn mì màu đỏ. Bạn muội mặc áo đỏ và ăn gói mì cũng màu đỏ luôn. Cậu ba thì ăn mì gì vậy cậu ba? Mì Hàn Quốc hay gì đấy? Mì Hàn Quốc. Dạ, bà trộn tương đen. Cậu ba ăn mì Hàn Quốc tương đen siêu cay nha. Còn bạn muội thì ăn mì omachi bò hầm. Và bây giờ cậu ba sẽ đi nấu nước sôi để nấu hai gói mì nha. Ấm ba la hô biến đi cậu ba để hai gói mì được nấu luôn. Ấm ba la hô biến. Wow, mì chín rồi mọi ơi. Chín rồi nè các bạn ơi. Wow, mì chín rồi, ăn thôi, thưởng thức thôi. Đây các bạn ơi, mì tương đen của cậu ba. Mì tương đen nha. Chà, nghe cái mùi thơm thơm. Thơm thơm mà hơi có gì kiểu như mình hơi khét khét á. Kiểu mình nấu cái gì nó hơi hơi cháy cháy á. Nó thơm, cái mùi hơi cháy cháy á. Cay mà, cay cái mùi hơi cay. Cay nữa phải không? Còn bạn muội, đây là mì bò hầm của bạn muội đây. Omachi bò hầm. Còn có gói thịt bò luôn nè, thịt bò. Bò thiệt luôn. Còn bạn muội để mẹ để xích vô cho con dễ ăn nè. Đừng có chồm lên quá. Đó, rồi cái muỗng này là mình ăn nước thôi, mình múc nha. Đó, có gói thịt. Rất là ngon. Rồi, ăn đi và cho biết cảm giác nào. Cậu ba nấu được 5 phút mà còn nấu thiệt nhiều luôn. Cậu ba nấu lâu quá, cậu ba hư. Cái gói mì của cậu ba là phải nấu trong nồi 5 phút sôi lên rồi mới trộn được á các bạn. Cho nên bạn muội còn gói bò mì của bạn muội á, chỉ cần chế nước sôi vào là ăn ngay. Cho nên bạn muội đợi cậu ba lâu. Bạn muội hối cậu ba quá trời luôn. Ôi, nhìn hấp dẫn quá cậu ba. Dẫn không? Hấp dẫn ghê luôn á. Wow, nhìn nó trộn nè. Nó bốc khói nghi ngút lên rồi nó trộn cái màu đẹp quá ha. Nhìn hấp dẫn ghê, cái sợi mì thì nó to. Thôi ăn đã. Trong tương. Ôi, còn bạn muội dễ thương quá. 5 phút mà nó không có bị nhạt, bị gã ra nha các bạn. Nó còn dai thôi, mình nó còn dai ghê nè. Vậy hả, nấu trong 5 phút nước sôi luôn á. Mình bỏ vô sau, mình nấu 5 phút trong nước sôi luôn á các bạn. Mà sợi mì vẫn dai. Bà mụ giỏi ghê chứ. Tự ăn cầm đũa ăn đàng hoàng luôn, lịch sự luôn. Có nóng không con, nhớ thổi nha. Sợi mì này ngon nha các bạn. Sợi mì nó vẫn dai như thường nha. Sợi mì vẫn dai. Không có bị bở. Có cay không? Cay luôn. Quan trọng là có cay không? Chưa cay. Cay là bạn mụi không có ăn thử được. Ủa? Gì vậy? Còn bạn mụi cho biết cảm giác của mì của bạn mụi sao con? Ngon. Ngon, ngon số mấy? Ngon số 1. Ngon số 1 luôn à. Cậu ba ngon số mấy cậu ba? Ngon số 2. Cậu ba ngon số 2. Số 2 là dở. Không phải, tại vì con đứng số 1 thì cậu ba phải đứng số 2 chứ không lẽ con đứng số 1, cậu ba đứng số 1 nữa ha. Con mi dai vậy? Cô nói xong đứt luôn. Đứt luôn, bạn mùi nó còn mì dai mà bạn mùi nói chưa dứt câu là còn mì nó đứt luôn. Ui. Ngon quá các bạn ơi, ngon không mọi? Băng mì ngon quá. Ngon. Ngon số 2. Cậu ba ngon số 2, còn bạn muội ngon số? Số 2. Bạn muội ngon số 2 luôn hả? Con ngon số 3 luôn. Con ngon số 3 luôn. Bạn muội chọn là ngon số 3, còn cậu ba thì nhận là ngon số 2. Thì đâu có ai dám nhận là ngon số 1 đâu. Cha mẹ sẽ mùi ngon số 1. Cha mẹ sẽ mùi ngon số 4 đi. Số 4. Số 4 dữ vậy con, số 4 là dở lắm đó con á. Không đúng rồi, mì của mẹ sẽ mùi nấu là ngon số 1, còn mì của sẽ mùi ăn là ngon số 3, còn mì của cậu ba ăn là ngon số 2. Cậu ba là ngon số 4 dở à. Cậu ba ngon số 4 nha cậu ba. Cay cay nha các bạn, nãy giờ ăn quá trời nó hơi bị cay rồi đó nha. Mình là siêu cay đúng không? Bạn muội ăn ngon lành luôn. Có cái muỗng á, con có thể lấy muỗng múc nước uống con. Mì của bạn muội là mì nước nha. Mì cậu ba thì cậu mì xào, mì trộn. Mì trộn. Cay quá muội ơi. Cậu ba ăn cay, cái mặt cậu ba đỏ luôn kìa. Rồi, hai cái môi đỏ chót luôn á. Nhìn cái mặt cậu ba đỏ luôn. Cậu ba đỏ y như cái áo luôn. Cay dữ lắm hả Quỳ? Cay. Cay dữ lắm hả?
ăn là mình thấy người nó đỏ hết trơn luôn vậy. Hai mắt đỏ luôn kìa, hai mắt đỏ, mũi đỏ, rồi mắt đỏ, miệng đỏ luôn. Bạn mũi ăn đi con, mình là ăn của mình đi. Để cậu ba cay quá, hồi cậu ba đổi lại ăn mì của cay con quá, bây giờ ơi. Cậu ba mì siêu cay luôn. Chào tạm biệt các bạn đi. Thôi mình chào tạm biệt các bạn nha. Chào tạm biệt các bạn nha. Video ăn mì siêu cay, mì trộn và mì màu đỏ của hai cậu cháu bạn muội đến đây là kết thúc. Chào tạm biệt các bạn nha, bye bye. Bye các bạn. Chúc các bạn một ngày thật là may mắn, bình an và hạnh phúc nha. Yeah.